Hi, xin chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp về phần tìm kiếm ở trong blog ha. Thì bây giờ các bạn mở lên cho mình cái web.php này ha. Ở đây các bạn sẽ cho mình là get có tên là tìm kiếm nè ha, tìm kiếm. Đây thì tìm kiếm này các bạn để cho mình tìm kiếm ha, với phương thức là get nè. Mình cũng sử dụng block controller luôn các bạn, nhưng mà nó sẽ vào là tìm kiếm ha, vào cái phương thức là tìm kiếm. Rồi sau đó các bạn sẽ tạo cho mình một cái page có tên là tìm kiếm ha, hoặc là search.blep.php ha. Rồi thì trong cái search này bây giờ mình muốn cho nó giống cái trang home ha. Trong home thì mình sẽ copy trang home nè, mình bắt ra cái trang search này ha. Ở đây là mình từ khóa nè, từ khóa tìm kiếm ha. Rồi thì trong từ khóa tìm kiếm này bây giờ các bạn sẽ quay là block controller, mình sẽ ghi phương thức tìm kiếm cho nó, function tìm kiếm ha. Rồi thì ở tìm kiếm này các bạn sẽ quay lại cho mình cái này, mở cái này, cái thanh tìm kiếm này nó nằm ở này ha. Thì tìm kiếm block này bây giờ form này các bạn ghi cho mình cái action, mình sẽ gửi tới cái đường dẫn là cái root của nó là tìm kiếm ha, cái route của nó là tìm kiếm nè. Rồi với cái từ khóa bây giờ mình sẽ thực hiện cái phương thức là get mấy bạn, method bằng get ha. Rồi time bằng submit. Rồi bây giờ mình thử ha, mình thử ở đây mình bị lỗi nè ha. Rồi test lại, bây giờ mình sẽ thử nè, chữ phục thủ đi ha, phục thủ. Rồi bây giờ mình tìm kiếm blocks, ở đây nó chưa có nè ha. Nào, tìm kiếm nè, nó gửi qua cái phương thức tìm kiếm thành công ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái name, ở đây mình sẽ ghi name cho nó ha, name cho input type ha các bạn. Name là type bằng test chứ chứ sao search ha, hoặc là search cũng được, cứ để search đi. Rồi name bằng từ khóa ha, mình để name bằng từ khóa. Bây giờ mình sẽ search lại nè, chữ phược thủ ha. Rồi tìm kiếm blocks, đây từ khóa là phược thủ ha. Thì mình sẽ bắt cái từ khóa này ha, mình sẽ bắt cái từ khóa này. Bây giờ mình bắt cái từ khóa này ra sao, các bạn sẽ qua lại block này cho mình. Thì mình sẽ cho một cái từ khóa bằng gì, bằng đô la get từ khóa ha, từ khóa. Rồi các bạn sẽ thấy nè, ở đây mình sẽ echo ra từ khóa ha. Rồi đô la get các bạn dùng phương thức đô la get từ khóa ha, tại vì mình dùng phương thức là method bằng là get ha. Rồi đô la get từ khóa. Đây từ phược thủ nữa các bạn ha. Rồi sau khi có từ khóa xong rồi, bây giờ mình sẽ lấy, mình sẽ copy cái query vào đây ha các bạn, copy vào đây. Rồi sau đó gì, sau đó mình sẽ copy tiếp là cái get post dựa theo từ khóa này ha, get post dựa theo từ khóa này. Thì các bạn ghi cho mình như sau, where thay vì file mình là where, điều kiện là gì các bạn, điều kiện là bây giờ mình sẽ cho là cái title post, có nghĩa là mình sẽ lấy cái tiêu đề mình so sánh với cái từ khóa ha. Title post like đây. Sau đó các bạn nhét cái từ khóa này vào, từ khóa ok. Cái gì, cái MySQL like này các bạn ha, MySQL like này có nghĩa là gì, có nghĩa là tương đối. Các bạn sẽ search cho mình là đây, like đây, like operation ha, operator. Thì các bạn đọc cái tài liệu qua school ha. Đây điều kiện là custom name nè, like
là mình sử dụng cái này, có nghĩa là tìm bất cứ giá trị nào mà có gì hoặc ha, ở bất kỳ vị trí nào, có nghĩa là chữ phục thủ ở bất kỳ vị trí nào của gì title post ha. Rồi thì cái này tìm là bắt đầu bằng chữ A nè, kết thúc chữ A bằng chữ A nè, rồi bất kỳ vị trí nào nè, rồi tìm bất cứ giá trị nào mà gì có chữ R ở vị trí thứ hai ha, ở vị trí thứ hai đó, thì các bạn cứ đọc tài liệu ở đây. Rồi sau đó mình sẽ là get ha, mình sẽ là get. Rồi mình sẽ copy cái return này xuống đây, và pages của mình bây giờ là search compact compact with cái query nè ha, danh mục cho phần menu á. Rồi get post relay mình không cần ha, mình sẽ nhét từ khóa vào luôn. Rồi sau đó mình qua lại search, mình sẽ để là từ khóa tìm kiếm. Rồi mình sẽ in ra từ khóa ha, tại vì từ khóa mình đã gửi qua rồi ha, mình chỉ việc in ra cái biến từ khóa thôi. Rồi sau đó mình sẽ là get post ha, mình sửa lại. Rồi còn tất cả mình để nguyên nha các bạn, get post mình không phân trang luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tìm kiếm từ thử chữ là ghé đi, tìm kiếm đây ghé nè, nó sẽ có 1, 2, 3 ghé nè ha. Còn thăm bất kỳ ok, cái này nó không có chữ ghé mà nó cũng tìm được luôn ha, này có chữ ghé nè, này có chữ ghé nè. Rồi chắc nó đúng cái vần đó các bạn. Để mình chỉ chữ phượt coi, à chữ phượt không có ha, chữ phượt không có. Rồi bây giờ mình sẽ đổi một cái tiêu đề thành là khám phá công viên phượt phượt viên phi phượt Phú Quốc đi ha, để xem nó có ra hay không ha, phượt Phú Quốc. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại nè, phượt enter đó, thì miễn sao có chữ phượt là ok đây ha. Rồi các bạn cũng có thể là gì, quay lại blog, thay vì tìm kiếm title thì các bạn cũng có thể là where where or hoặc ha, where or hoặc hoặc từ một cái vị trí khác, ví dụ như từ summary, có nghĩa là từ tóm tắt mà chứa cái từ khóa đó ha, copy post bằng gì, bằng từ khóa like, từ khóa copy cái này qua ha. Rồi tiếp tục hoặc where or hoặc content post ha. Rồi content nội dung. Rồi bây giờ mình sẽ refresh từ khóa phượt. Rồi bây giờ mình sẽ trang chủ lại nè, mình chữ bàn chân đi, chân đó, xe máy thì xe máy không có ha, xe máy. Các bạn sửa lại cho mình cái này là where chứ không phải là where or ha, where. Rồi rồi sau đó mình thử tìm lại ha, đó xe máy là có 3 bài nè. Rồi chữ phượt rồi có luôn nè các bạn ha, có thêm 3 bài nữa, chữ chân coi, rồi chữ Phú Quốc coi, Phú Quốc ha. Rồi đây là có chữ Phú Quốc nè, cái này có Phú Quốc nè, Phú Quốc nè, này không có Phú Quốc, tiêu đề không có Phú Quốc, nhưng mà cái này cái summary nó có Phú Quốc nè các bạn ha, đó Phú Quốc rất là nhiều ha. Đây